Chào mừng quý vị quay trở lại với tạp chí ngân hàng tuần này trên kênh truyền hình FBNC. Thưa quý vị, trong thời gian vừa qua thì nhiều ngân hàng trung ương trên thế giới đều dựa trên mục tiêu lạm phát để triển khai các chính sách tiền tệ của mình, bao gồm cả việc sử dụng công cụ lãi suất và bơm tiền vào thị trường. Mặc dù vậy thì đến thời điểm này nhiều chuyên gia lại cho rằng các nhà làm chính sách tại châu Á cần phải tập trung vào những yếu tố khác thay vì chỉ hướng đến lạm phát. Theo nhận định của các chuyên gia, nền kinh tế châu Á đang có sự phục hồi khá tốt nhờ vào hoạt động giao thương khởi sắc. Tuy nhiên, một vấn đề đáng lo ngại hiện nay đối với hoạt động kinh tế của khu vực này đó là tình trạng tín dụng leo thang, trong đó có cả Trung Quốc. Số liệu từ hãng tin CNBC cho thấy, trong giai đoạn từ năm 2007 tới năm 2016, nợ của khối tư nhân, bao gồm hộ gia đình và các doanh nghiệp phi tài chính tại Trung Quốc, đã tăng gần 90 điểm phần trăm so với tổng sản phẩm quốc nội GDP. Bên cạnh đó, con số này ở Singapore cũng tăng đến 70 điểm phần trăm. Mặc dù chính sách nới lỏng tiền tệ hiện tại của các ngân hàng trung ương đã góp phần ngăn chặn tình trạng sụt giảm nhu cầu và sự suy yếu của nền kinh tế, tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng diễn biến này chỉ có tác động trong ngắn hạn, còn về dài hạn, xu thế ổn định có được duy trì bền vững hay không vẫn phải chờ thời gian trả lời. Không ít chuyên gia nhận định, các nhà làm chính sách cần sớm bắt đầu có những kế hoạch đưa chính sách tài chính trở về trạng thái bình thường hơn là chỉ tập trung vào mục tiêu lạm phát. Trên thực tế, cho dù chính sách nới lỏng tiền tệ đã liên tục được triển khai, bao gồm việc giữ lãi suất ở mức thấp và tăng cường bơm tiền vào thị trường, nhưng lạm phát toàn cầu hiện vẫn đang duy trì ở mức khá thấp. Tại Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 5 đã giảm 0,1%, vẫn còn cách khá xa so với mục tiêu đề ra là 2%. Bên cạnh đó, giá dầu vẫn đang tiếp tục sụt giảm, đã tác động tiêu cực đến chỉ số này. Còn tại Nhật Bản, CPI chỉ đạt 0,4% trong tháng 4, tăng nhẹ so với mức 0,3% trong tháng 3. Trong khi đó, CPI của Trung Quốc là 1,5%, Singapore là 0,4% cũng vào tháng 4 vừa qua. Trong cuộc họp gần đây của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản BOJ, cơ quan này đã quyết định giữ lãi suất ở mức thấp và cam kết tiếp tục duy trì mua tài sản với nguồn vốn khoảng 727 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ nền kinh tế. Động thái này của BOJ đã góp phần làm tăng hoạt động tiêu dùng cá nhân, ổn định thị trường lao động và tình hình thu nhập. Ngoài ra, BOJ cũng nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của quốc gia này. Theo đó, GDP có thể sẽ tăng 1,6% cho giai đoạn năm 2017-2018. Con số này cao hơn so với mức dự báo 1,5% hồi tháng 1 đưa ra. Tuy nhiên, CPI lại được nhận định sẽ giảm xuống 1,4% so với mức 1,5% vào năm ngoái. Hiện tại, BOJ đang giám sát chặt chẽ xu hướng của đường cong lợi suất, đồng thời đặt mục tiêu trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm ở mức zero và cho biết sẵn sàng can thiệp để giữ mức lãi suất theo mục tiêu. Cơ quan này cũng thông báo sẽ làm mọi cách để thúc đẩy lạm phát và giữ chính sách tiền tệ hiện tại cho đến khi tỷ lệ này vượt 2% và duy trì một cách ổn định. Mặc dù BOJ vẫn đang tự tin với chính sách tiền tệ của mình, nhưng nhiều chuyên gia lại tỏ ra khá lo ngại về việc lạm phát tại nhiều quốc gia vẫn còn khá thấp. Thậm chí, việc bơm tiền vào nền kinh tế cũng như giữ mặt bằng lãi suất thấp hiện nay có thể sẽ khiến cho thị trường tài chính trở nên khó khăn hơn, đồng thời đẩy tình trạng vay vốn tăng lên. Do đó, chính sách nới lỏng tiền tệ có thể bị phản tác dụng. Chính vì vậy, bên cạnh mục tiêu lạm phát, thì vấn đề nợ cần được các ngân hàng tập trung giải quyết. Tiếp theo là các thông tin về chính sách và tỷ giá của thị trường trong tuần qua.
vị, quý vị vừa theo dõi phần 2 của tạp chí ngân hàng tuần này trên kênh truyền hình FBNC. Chúng tôi mời quý vị cùng tiếp tục giữ kênh để đón theo dõi phần tiếp theo của chương trình và cùng điểm qua một số thông tin nổi bật sau. Từ tháng 8 năm 2017,